Okay, so it's gonna be ending of our first lesson. How do you feel, guys? Excited or not as interesting as you expect? Okay, all of you guys have already joined in Alibaba English Center for 4 months, right? So many memories we have together. Today, I'm standing here to just remind you some Alibaba cultures that for sure you somehow knew it. Rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học đúng không? Có thấy hồi hộp thú vị như cái buổi đầu tiên mà mình học ở Alibaba không? Rồi, mình học với nhau cũng là 4 tháng rồi đúng không? Có rất là nhiều kỷ niệm với nhau. Thì hôm nay thì mình đứng đây để chia sẻ cho các anh em lại những cái văn hóa ở Alibaba. Mà mình nghĩ những văn hóa này thì 4 tháng vừa qua thì các bạn cũng đã biết nó rồi. So, the first one is to be professional. So, what is to be professional? Is it to smile, to be on time, and be enthusiastic? No one wants to learn together with you when you're always keeping your sorrow face, and neither do you, right? Besides, coming to class with a smiling face will also help you have more energy to learn faster. Cái đầu tiên là mình phải chuyên nghiệp đúng không? Chuyên nghiệp ở đây thì cần có 3 cái yếu tố nhỏ. Thứ nhất mình phải luôn luôn cười nè. Thứ hai là phải đúng giờ. Thứ ba là enthusiastic, có nghĩa là gì ạ? Nhiệt tình. Thì tại sao mình phải luôn cười nè? Thứ nhất là cười á, nó sẽ boost cái energy, có nghĩa là nó sẽ đẩy cái năng lượng mình lên để cho mình học tốt hơn. Đúng không? Các bạn cứ thấy đi, lúc mà mình học mình vui, lúc mình buồn mình học, cái chỗ mình học với tâm trạng nào vui hơn, nhanh hơn, vui chứ đúng không? Khi mình vui thì mình học nhanh hơn. Thì các bạn hãy luôn cười, cứ lúc mà mình đến vào lớp học cười một nụ cười thật đẹp, không chỉ là cái nụ cười đó cuốn hút crush của mình nè, mà cái nụ cười đó còn giúp cho mình học bài nhanh hơn nữa, đúng không? Với lại không ai muốn mà cái đứa mà ngồi kế bên mình nó cứ mở cứ xìu, ai muốn học đúng không? Cho nên thứ nhất là phải smiling. Rồi thứ hai là on time. So how about be on time? Please make it a priority to be on time. If you don't get your part of your group's homework completed on time, you keep others from being able to finish their task. Being punctual means being on time helps you to establish your reputation as a dependable and consistent worker. To be on time not only help you with your study but also help you with your work. Thứ hai là gì? Là đúng giờ đúng không? Nếu mà các bạn, ví dụ như các bạn làm bài tập nhóm, làm bài tập nhóm mà cứ một bạn mà chạy deadline của nhóm thôi thì nhóm nó sẽ không nộp bài kịp giờ lên cho mình với Trang sửa bài đúng không? Thì cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, khi người ta không có thích gì. Cái này là mình đang học và mình đang cố gắng thi đua mà, cho nên là những cái deadline mình phải hoàn thành cho đúng cho đúng thời gian. Cho nên á, khi mà các bạn không những là trong việc học mà trong việc làm nữa, cố gắng đúng giờ, bởi vì khi mà các bạn mà đúng giờ, các bạn cũng đang tạo nên cái reputation cho mình, là cái danh tiếng, cái danh dự cho mình á, thì người ta làm việc với mình thì người ta mới tin tưởng mình được. Rồi, the last one is to be professional is to be enthusiastic. There's a great reason to be enthusiastic. If you are enthusiastic about a particular goal, you will be so excited that you will do your best in order to achieve it. It will keep you motivated to go on with it. When you constantly work on a thing you are enthusiastic about, you will get great ideas, and this will fast track your success. Cái thứ ba trong cái việc mà mình phải chuyên nghiệp ấy gì? Nhiệt tình. Cái lý do mà tại sao chúng ta cần nhiệt tình là gì? Bởi vì khi mà chúng ta tập trung cố gắng làm về một cái goal cụ thể á, thì mình, tại vì mình nhiệt tình mà mình đam mê nó, cho nên là mình sẽ cảm thấy hứng thú và mình làm mọi cách
để làm cho nó as best as you can. Thì cái việc đó nó sẽ thúc đẩy bạn, nó sẽ tạo động lực cho bạn phát triển rất rất là nhiều. Rồi cái the second Alibaba culture that you need to understand clearly is we are a family. So please don't compare. If in comparing yourself to others, you decide that you are not as good as others, or not as capable, or not likely to succeed, it can be very harmful. Just remember that we are a family, and there is no compare in a family. Everyone is the same, and each person has a responsibility to help each other to together develop. So just be the best version of yourself. Rồi, cái văn hóa thứ hai là gì ạ? Là mình phải nhớ là chúng ta là một gia đình, và trong gia đình thì sẽ không có sự so sánh. Mình đừng so sánh là thấy mình học dở hơn mấy người khác, rồi chắc là mình ngu hay là cái gì đó. Thật sự không phải như vậy. Mỗi người có một điểm mạnh và một điểm yếu riêng. Cái vấn đề là bạn phải phát huy cái điểm mạnh và phát huy cái điểm mạnh và tìm cái hạn chế của mình ở đâu và khắc phục nó. Và từng thành đã là một gia đình thì từng thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau để mình cùng nhau phát triển, đúng không các bạn? Cho nên là các bạn đừng so sánh mình với người khác, mà hãy là the best version of yourself, hãy là cái phiên bản tốt nhất của chính mình là okay. So the last one, which is quite similar to the previous, that is to respect yourself. To respect yourself and others. As I mentioned above, we are a family, not competitors. So please hold respect to each other. Don't judge the book by its cover. The clothes they wear, the bike they drive, have nothing in their ability or characteristic. Respect each other is also respect yourself. Rồi sao ạ? Thì cái văn hóa cuối cùng đó chính là tôn trọng. Nhưng mà mình mới nãy mình mới đề cập ở vấn đề trước đó, thì mình không phải là mình là một gia đình chứ không phải là đối thủ cạnh tranh trong business hay là trong bất kỳ một cuộc thi nào cả. Vì vậy mình phải ít nhất là mình phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng các thành viên trong gia đình lẫn nhau. Đừng có mà nhìn đánh giá người ta cái vẻ bề ngoài. Bởi vì sao à? Bởi vì những cái bộ đồ họ mặc nè, những cái xe họ đi nè, nó không có ảnh hưởng gì, không có nói lên cái gì về cái khả năng và cái kiến thức, cái tính cách của họ cả, cái năng lực của họ cả. Cho nên á là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Mình đã là một gia đình thì mình phải tôn trọng lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Okay. So there are three Alibaba cultures that I want all of you to understand clearly and apply them into your study in Alibaba and your later work. So thank you for your listening. Bye bye.